Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nguyễn Toàn Toyota. Clip ngày hôm nay em Toàn muốn gửi đến cho quý anh chị về dòng xe Toyota Avanza 2024. Ở thời điểm tháng 5 này, mẫu xe này ngoài việc quý anh chị sẽ được giảm tiền mặt và tặng một trang bị gói phụ kiện lên đến tổng giá trị là gần 30 triệu đồng tùy từng phiên bản, quý anh chị còn sẽ được hỗ trợ đến từ nhà máy Toyota Việt Nam, đó là tặng 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe hoặc lựa chọn mua xe trả góp với lãi suất là 0%. Vậy thì với chương trình khuyến mãi đó thì em Toàn sẽ cập nhật lại cho quý anh chị về mức giá lăn bánh đang áp dụng hiện tại ở thời điểm tháng 5 này tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận để cho những anh chị khách hàng đang tham khảo mẫu Toyota Avanza này, quý anh chị có thể biết được mức giá lăn bánh chi tiết sau khi mà áp dụng cái chương trình khuyến mãi mới ở thời điểm tháng 5 này là bao nhiêu tiền để quý anh chị có thể đưa ra quyết định của mình. Trước khi đến với phần báo giá lăn bánh chi tiết cho anh chị tham khảo, xin mời anh chị hãy cùng em Toàn nhìn ngắm lại những ưu điểm nhược điểm có trên Toyota Avanza số tự động 2024, rồi sau đó em sẽ báo giá lăn bánh cho anh chị tham khảo. Xin mời anh chị. Toyota Avanza có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.395 x 1.730 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở là 2.750 mm. Mẫu MPV 7 chỗ sử dụng kiểu ga lăng thiết kế tối giản, loại bỏ hoàn toàn cụm lưới tản nhiệt phía trước và thay bằng một nẹp màu đen với viền chrome và nối liền hai cụm đèn pha. Hai bên cản trước còn có hốc đèn sương mù halogen được thiết kế khá tinh tế. Đèn pha sử dụng bóng led hiện đại với kiểu thiết kế vuốt mảnh sắc sảo. Thân xe cũng được thổi vào luồng khí mới với những chi tiết dập nổi gãy góc hơn, đặc biệt là đường gân dập nổi nối liền cụm đèn pha và đèn hậu. Đồng thời, đi ngang qua cụm tay nắm cửa tạo nên một sự liền lạc khá đắt giá. Cụm cửa sổ cũng được thiết kế có chủ đích hơn với cửa sổ phụ phía sau nhỏ, vuốt xuôi xuống tạo nên sự thanh thoát cho phần thân sau. Xe còn được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, cặp điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ. Ngoài ra, phần thân xe còn tạo được sức trẻ thông qua cụm la răng đa chấu 16 inch có thiết kế hai tông màu bắt mắt. Đuôi xe cũng đã trở nên thanh thoát và lôi cuốn hơn. Điểm nhấn phải kể đến cụm đèn hậu LED khá bắt mắt và hiện đại. Cuối cùng là đuôi lướt gió thể thao trên cao cả hai phiên bản với chiều dài tổng thể đã được tăng lên khá đáng kể. Không gian nội thất có sự thoáng đãng hơn hẳn. Các thay đổi về thiết kế cũng giúp phần nội thất hiện đại hơn. Điểm dễ nhận ra nhất là cụm màn hình thông tin giải trí đã được dời lên cao và dựng đứng trên bảng táp lô. Toyota Avanza 2024 được nâng cấp màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, tích hợp kết nối Apple CarPlay, Android Auto, đi kèm là hệ thống âm thanh 4 loa. Cụm vô lăng có thiết kế thể thao, 3 chấu, tích hợp điều khiển âm thanh và màn hình đa thông tin. Đồng hồ lái vẫn sử dụng đồng hồ Optitron với màn hình đa thông tin TFT 4.2 inch. Một điểm đáng chú ý là bệ cần số được thiết kế liền khối với cụm điều khiển trung tâm. Điều này giúp tăng kích thước ghế ngồi của hàng ghế phía trước, đồng thời có thêm không gian để đồ. Ghế ngồi của xe được bọc nỉ, ghế người lái có thể chỉnh tay 6 hướng, trong khi ghế hành khách được trang bị chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ hai bây giờ có thể điều chỉnh linh hoạt theo tỷ lệ 60-40. Hàng ghế này có thể gập phẳng và trượt lên xuống để tăng, giảm không gian để chân ở hàng ghế thứ ba. Dung tích khoang hành lý vừa đủ dùng cho 7 hành khách với một hành trình 1-2 ngày. Nếu anh chị muốn tăng thể tích khoang hành lý thì có thể gặp phẳng hàng ghế thứ ba. Vừa rồi là những điểm nổi bật mà quý anh chị đã cùng em Toàn xem lại một lần nữa có trên Toyota Avanza số tự động 2024. Còn bây giờ không để cho quý anh chị chờ lâu hơn nữa, em Toàn sẽ đến với phần báo giá lăn bánh cho anh chị tham khảo. Và nhắc lại một lần nữa về chương trình khuyến mãi đối với hai phiên bản Toyota Avanza số sàn và phiên bản Toyota Avanza số tự động. Quý anh chị tại thời điểm tháng 5 này, anh chị sẽ được giảm tiền mặt và tặng phụ kiện trang bị chính hãng với tổng giá trị lên đến là gần 30 triệu đồng tùy từng phiên bản. Ngoài ra, quý anh chị còn sẽ được hỗ trợ đến từ nhà máy Toyota Việt Nam tặng một gói bảo hiểm vật chất thân xe, hoặc là quý anh chị có thể mua xe trả góp với lãi suất là 0% cố định trong 12 tháng đầu tiên. Và đây là một chương trình khuyến mãi mới vừa được đại lý Toyota cũng như là nhà máy Toyota Việt Nam cập nhật cho những quý anh chị khách hàng đang có dự định mua xe ở thời điểm tháng 5 này. Và có thể thấy đây là một cái chương trình khuyến mãi tốt hơn thời điểm tháng 4 rất nhiều. Quý anh chị nào đang tham khảo quan tâm dòng xe này thì có thể nhấc máy lên liên hệ cho em Toàn ngay sau khi mà em Toàn báo giá lăn bánh cho anh chị tham khảo. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần báo giá lăn bánh chi tiết. Sau khi mà em Toàn cộng đi mức giá niêm yết và trừ đi chương trình khuyến mãi thì đối với phiên bản Toyota Avanza số sàn, mức giá niêm yết chỉ từ 558 triệu đồng. Anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 616 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện, 597 triệu đồng. Đối với phiên bản Toyota Avanza số tự động, anh chị sẽ có mức giá niêm yết chỉ từ 598 triệu đồng. Anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện với mức giá anh chị lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 655 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện với số tiền là 636 triệu đồng. Giá lăn bánh trên mà em Toàn báo cho quý anh chị đã bao gồm tất cả các khoản chi phí bắt buộc cần phải có như thuế trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và bảo hiểm dân sự bắt buộc. Và đặc biệt hơn là ở trong
và cái phần giá lăn bánh đó đã có tặng cho quý anh chị là 1 năm bảo hiểm vật chất trong xe, một gói trang bị phụ kiện chính hãng đến từ đại lý Toyota. Ngoài ra thì chưa bao gồm chỉ duy nhất một phí không bắt buộc khác, đó là phí dịch vụ đăng ký biển số. Nếu mà quý anh chị không có nhu cầu thì chúng ta có thể bỏ cái khoản phí đó ra, thì quý anh chị sẽ tiết kiệm hơn được trong cái việc mà quý anh chị mua xe tại đại lý Toyota. Về hình thức mua xe trả góp thì hiện tại nếu mà quý anh chị lựa chọn phiên bản Toyota Avanza số sàn thì cần chuẩn bị trước giúp em nếu anh chị ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là với số tiền 186 triệu đồng, còn nếu mà quý anh chị ở các tỉnh thành lân cận chuẩn bị trước giúp em với số tiền là 167 triệu đồng. Còn nếu mà quý anh chị lựa chọn phiên bản Toyota Avanza số tự động thì số tiền cần chuẩn bị giúp em nếu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 196 triệu đồng, còn nếu mà quý anh chị lăn bánh tỉnh huyện chuẩn bị trước giúp em với số tiền 178 triệu đồng là có thể sở hữu ngay mẫu Toyota Avanza số sàn hoặc là số tự động 2024 ở thời điểm tháng 5 này. Và cũng xin nhắc lại cho quý anh chị một lần nữa, hiện tại ở thời điểm tháng 5 này anh chị sẽ được nhà máy Toyota Việt Nam hỗ trợ hoặc là tặng bảo hiểm vật chất thân xe hoặc là mua xe trả góp với lãi suất 0% cố định 12 tháng đầu tiên đến từ ngân hàng tài chính Toyota. Vì vậy, việc hỗ trợ lãi suất cho quý anh chị rất tốt, nên số tiền gốc và lãi mỗi tháng quý anh chị chi trả cho ngân hàng cho cả hai phiên bản này đâu đó quý anh chị chỉ cần với số tiền là từ 5 đến 7 triệu đồng trong một tháng là quý anh chị có thể mua xe với hình thức trả góp đối với phiên bản Toyota Avanza số sàn và phiên bản Toyota Avanza số tự động ở thời điểm tháng 5 năm 2024 này. Ngoài việc hỗ trợ cho quý anh chị gói lãi suất 0% dành cho những quý anh chị nào lựa chọn, chúng ta sẽ lấy cái chương trình khuyến mãi lãi suất 0% cố định 12 tháng đầu tiên, thì nếu mà quý anh chị lựa chọn chương trình khuyến mãi của nhà máy, chúng ta sẽ lựa chọn lấy cái gói bảo hiểm vật chất thân xe gói vàng Toyota, thì quý anh chị còn sẽ được hỗ trợ ngân hàng đến từ ngân hàng tài chính Toyota với một gói lãi suất khác cố định cho quý anh chị 6 tháng đầu tiên với mức lãi suất 1.99% một năm, 6 tháng tiếp theo 7.99% một năm, rồi sau đó quý anh chị sẽ không cố định và sẽ hỗ trợ lãi suất trung bình 11.25% một năm dành cho những quý anh chị khách hàng lựa chọn lấy cái gói bảo hiểm mà không lấy cái gói hỗ trợ lãi suất 0% 12 tháng đầu tiên. Ngoài ra thì em Toàn còn sẽ hỗ trợ thêm cho quý anh chị một gói lãi suất ngân hàng khác nữa, cố định cho quý anh chị thời gian vay 59 tháng, quý anh chị cũng chỉ có thể vay được 59 tháng với lãi suất trung bình tầm khoảng 0.88% trong một tháng, dành cho những quý anh chị khách hàng có thể sao kê luôn chứng minh thu nhập của mình qua hình thức sao kê ngân hàng thì có thể áp dụng được gói vay này. Và gói vay này cũng sẽ hạn chế cho quý anh chị là chỉ có thể vay được thời gian là 59 tháng mà thôi, không giống như gói ngân hàng tài chính Toyota anh chị có thể vay được tối đa thời gian vay là 8 năm. Vậy thì nếu mà quý anh chị mua xe Toyota Avanza ở thời điểm hiện tại tháng 5 này, quý anh chị sẽ lựa chọn hình thức mua xe như thế nào? Chúng ta lựa chọn hình thức mua xe tiền mặt để lấy 1 năm bảo hiểm vật chất thân xe, giảm giá, tặng một gói phụ kiện trang bị chính hãng, hay quý anh chị lựa chọn hình thức mua xe với hình thức trả góp, quý anh chị sẽ chọn 1 năm bảo hiểm hay là lãi suất 0% cố định 12 tháng đầu tiên? Mọi chi tiết, mọi thắc mắc về mức giá lăn bánh hay là bản góp chi tiết ngân hàng cụ thể như thế nào thì hãy liên hệ cho em Toàn qua số hotline phía bên dưới màn hình để được hỗ trợ một cách chi tiết, chính xác, cụ thể và nhiệt tình nhất cho quý anh chị. Em Toàn sẽ kết nối Zalo gửi bản góp chi tiết ngân hàng, gửi bản giá lăn bánh chi tiết cho quý anh chị tham khảo, tư vấn quý anh chị về những cái mặt ưu điểm và nhược điểm khi mà quý anh chị lựa chọn những cái hình thức mua xe đó là như thế nào, lựa chọn gói khuyến mãi thế như thế nào là hợp lý khi mà quý anh chị lựa chọn mua Toyota Avanza ở kênh Nguyễn Toàn Toyota. Còn bây giờ nếu mà cảm thấy video clip này hay và hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất mà em Toàn sẽ liên tục cập nhật những cái chương trình khuyến mãi thay đổi của đại lý Toyota dành cho tất cả các mẫu xe Toyota và cũng như dành cho Toyota Avanza 2024 này ở thời gian sắp tới. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở video kế tiếp. Xin cảm ơn.